Trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Bây giờ chúng ta sẽ chia đội. Dạ. Luật chơi như sau, mỗi thành viên đều phải đi qua gọi là cái khu rừng ly giấy. Dạ, chúng ta sẽ cố gắng làm sao đừng ngã, đừng đạp. Bước đầu tiên là bước vào cái tấm thảm này, và bước cuối cùng là bước thứ 6 phải bước ra được khỏi tấm thảm này. Ồ, bước thứ 6 hả? Chúng ta sẽ tính 6 bước và vị trí thấp nhất sẽ tính đầu tiên. Ba người thấp ở cuối bảng sẽ về chung một đội. Ok. Cái này chung càng dài càng lợi thế nha. Không, sao lợi thế được? Không, 6 bước mà cứng. Quan trọng là mình cố gắng đừng để ngã thôi. Ngã cái ly thôi chị. Ngã nhiều ít mà đúng không? À bịt mắt nữa. Mày. Ủa bịt mắt nữa. Trời ơi cái này mới khó nè. Chứ vậy sao đi ra đi vậy hả? Bắt chơi chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chơi chị. Rồi mỗi người một cái. 3, 2, 1 đếm. 1, 2, 2, hiểu rồi. 3, rút rộng lên. 3, rút rộng lên. 4, 5, 6, 5, 6. Wow. Không có 6 bước được không anh? 1, 2, 3, 4. 4 ly ngã. Rồi tới ai? Tới em. Đứng chung với bạn Phương Mỹ Chi của em đi. Rồi, kéo sửa cái đó giùm đi, ăn gian vậy đó. Có. 1, 2, 3. Một, hai, hai, không bể. Vững, vững vàng lên chị dạ. Bước rộng quá có chừng chụp rút nha, hay vậy. Hai bước rồi đó, có chừng chụp rút nha, bước rộng quá chụp rút á. Đúng. Hay vậy. Đúng. Hay vậy. Cô bé ngốc nghếch. Rồi, mới có 2 thôi, mới có 2 đứng lại. Mới có 2 thôi. Bước 3 là bước thứ 3 rồi đó. Bước 3 rồi đó. Bước 3 rồi. Rồi bước 3 bước ngã hết một nửa ly rồi. 3 rồi. Em bước đại đi chứ em đi bước đi kiểu đó gì nữa. Bước 4 rồi đó. 5. Bước cùng rồi, ao. Nhanh đi. Rồi xong. Rồi mở ra coi thành quả của mình đi. Tay quay. Là em bên đội nào vậy mọi người? Em bên đội thua đó em. 1, 2, 3. Nhiều vậy, đếm mệt luôn á. 16 coi. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cái. Ok, tới tôi bạn ơi. Tới tôi. Anh Luật hay anh gian lắm nè. Rồi, gì? 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Rồi, out. Cũng nhiều à. Nãy ngập bao nhiêu? Em có 4 cái thôi. Ủa sao tôi nhiều như vậy? 2 3 4 à, okay. Rồi out. Ủa sao tôi nhiều như vậy? Em tại cái đúng cao rồi. Cái chân anh á, nó hối hả? 1. Cái con chân bị quơ hả? Đúng rồi. Tức ghê. 3, luôn. 5, 6, 7. Trời ơi. 8. Anh đâu có đạp đâu. Ống quần anh bị quơ đi không à? 8. Rồi. Tới chi kìa. Dạ, chi. Vô. Đó. 1. 6 bước ra tới xa lắm nha. 2. Bước xa qua, bước xa qua. 3. Chú ra tới nơi xa rồi. 5. Trời ơi, còn xa lắm. Xa lắm hả? Rồi bây giờ con nhảy một cái mà con nhảy phải 2,5 mét mới ra được tới. Không, đó. Ông đừng bước cuối phải ở ngoài đây. Đâu. Rồi, biết bên đội ai rồi. 7. Nhảy luôn, nhảy ra ngoài luôn, nhảy ra ngoài luôn. Phải qua xíu. Nhảy ra ngoài cái này à? Đúng rồi. 3 bước nhảy luôn đi. 8, 9. Hả? 10 bước mới ra được khỏi thảm nên chắc chắn bị loại đầu tiên. Quá trời hay luôn. Không cần đếm ly nữa, bị loại là vô cái đội kia rồi. Rồi, chuẩn bị. 1, 2, 3, vô. 1, 2. Wow. 3. Wow. Cao chân lên nha. Qua phải. Qua phải. Qua phải. Đang giỏi, đang giỏi. Qua phải, qua phải. Trời ơi, nhỏ nó có một mắt mà sao hay dữ vậy ta. 5 rồi, ok.
Rồi, ok, ok. Rồi, ghê vậy. Không ngã đi nào. Một ly luôn. Rồi, giờ ta. Không ngã một ly nào. Vinh là phải 7 là Vinh. Cố lên anh ơi, để khỏi bị hình phạt này. Ok, vô. 2, 3, 1. Đó. 2. Đó, đổi sao không thằng bạn. 3, 3, 4, 5. Đó, 1 cái. Đó. Ủa, tức rồi quá, nãy bị cái lóng bụt quá hả? Dạ đúng rồi. Như vậy, chú Thế Vinh là 1 ly duy nhất. Hay quá. Yeah, yeah, không bị phạt. Quá giỏi. Ba đội chủ nhà, ba người bên đội chủ nhà bên đây, còn bên đây là giống như là cô ba chú bảy dắt con lên thành phố đi sắm đồ. Ủa anh chị lý do gì chị đưa con từ dưới miền Tây xa xôi Cà Mau áo mới lên đây sắm đồ quần áo cho con? Tại vì nó dưới Cà Mau bằng áo cũ không à, cho nên lên đây sắm đồ mới để hát bài áo mới Cà Mau cho có duyên. À. Con chị Tám. Tại thua. Sao gì bước đi mà nó không có vững vàng vậy? Không phải, tại vì em nghĩ là em bước rộng ra thì em sẽ lắc được nhiều ly hơn. Ai ngờ nó bị mất thăng bằng và bị té. Đúng rồi. Và hình phạt sẽ dành cho đội thua. Trời ơi, cái gì mà nhiều dữ vậy? Gì vậy? Ôi, nửa là nát cái đường nha. Rồi, bây giờ chúng tôi có hình phạt đơn giản nhẹ nhàng. Có 3 quả bóng được kết nối với một cái vật bảo vệ phía sau và được giữ chặt trên lưng với một cái sợi dây thắt thành nút chữ thập. 3 nghệ sĩ bên đội thắng được quyền đứng phía sau từng người một, kéo dây ra và dây nó sẽ co lại và nó nổ trái bóng, và nó nổ trái bóng. Và để cho cái phần này nó thêm thoải mái và thư giãn giống như mình xem phim Hollywood. Mời âm nhạc. Anh có muốn nói gì với em? Ê! Anh có muốn nói gì với em? Ê! Trời ơi, đưa đầu luôn chứ vậy? Em chỉ đang nhắm trọng tâm thôi. Em ơi, thắng này là mới có thắng có một lần thôi. Mà kết quả này là chưa tính về thắng thua, cái quả này chỉ là hình phạt riêng thôi. Hình phạt riêng thôi. Thì em cần cái lần này thôi là đủ rồi. Lẹ. Cái đau đớn nhất không phải là mình bị phạt, mà cái đau đớn nhất là cái đứa phía sau đứa cà nháy cà nhứa. Anh ơi, thật ra thì bao nhiêu mùa rồi, đâu phải là mùa đầu tiên đâu, anh bị đâu mà. Anh Lực ơi, anh Lực ơi, đã nói chuyện đi chứ sao anh im lặng quá vậy? Thôi em được, em cảm nhận em mình sợ anh hơn. Nói chuyện đi, anh phải nói chuyện đi, anh trả lời em nè. Sao cái dây nó không ra ta? Anh Lực, sao mà đỏ vậy? Lẹ lẹ. Thôi Lực ơi, chịu nha anh Lực ơi. Chịu nha anh Lực ơi. Chưa nổ. Chưa nổ. Không phải lỗi của em. Không phải lỗi của em. Không sao, lại đi, lần này em thấy ok nè. Lần này ok rồi. Khó lắm, thiệt này là không phải cố tình đâu. Được chưa? Rồi. Thôi đâm đại tôi một cái đi chứ, kiểu này hồi tôi chết thiệt á. Đâu có gì là dễ dàng. Cho tâm sĩ đang cho chích cho bể đại mấy đứa. Ừ, em chích thôi nha, chích thôi. Dứt khoát nha. Dứt khoát, một lần chích một. Làm đi. Happy New Year. Không rồi. Ok mà. Trời ơi, ơi, tưởng đâu cái gì. Phải vô lại láo tuyết rồi. Láo tuyết thật. Láo tuyết thật. Rồi, Phương với Chi con. Này thật chị. Ra là rất là rát cái lưng luôn á Chi. Chú nghĩ là con nên để lên mặt đi rồi vậy. Đó, vậy đó. Em cũng sợ cái này nữa. Hay là anh Luật làm ấy? Không. Không sao đâu. Quê. Sao vậy Ngọc? Vậy quá, không gì sợ. Em tưởng không đúng rồi đi. Đây, sắp tự tử rồi. Đi. Dạ. Cảm ơn chị. Thôi là chị Ngân quá làm em rồi. Rồi. Đứng cho chắc vô. Ghê quá à. Alo, anh Vinh làm nhìn ghê quá à. Cảm giác như dạ. Chị già chuẩn bị bay vô cái đó luôn á. Chưa nổ. Chúc mừng em. Sao lâu vậy? Chưa nổ mà cái phổi em muốn lồng luôn á. Đâu cái xanh. Anh làm sao mà hả anh, hai cái phổi em văng ra ngoài đi.
Nó đi liền đi. Sao mà. Ok mà. Dạ 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 chị dạ. Tóc em nó dần đứng. Dạ ơi. Dạ. Mà chị đỏ sợ không? Phải dạ không? Phải chị dạ. Ủa nãy giờ em ở đâu vậy mọi người? Trời ơi mới vừa về tới xong. Bắn một cái nó văng về Bình Lợi luôn á. Nói chung là thưa quý vị là ở cái thử thách đầu tiên thì đơn giản nhẹ nhàng thôi. Còn những cái cay đắng, đau đớn nằm ở phần sau của chương trình. Và bây giờ là trò chơi đầu tiên của Bảy Nụ Cười Show. Hay lắm, hay lắm. Hôm nay chủ đề của chúng ta có sự thiên về ẩm thực. Wow. Trò chơi này sẽ có tên gọi là đoán món ăn. Hai người sẽ đấu lưng vào nhau. Người đầu tiên kiển người này lên thì lúc đó trường giai sẽ mở cái món này ra, người này ăn, vừa ăn vừa kiển. Vừa ăn xong thì nếu như món này là món bắp xào ha, mình sẽ không nói chữ bắp và chữ xào, mình sẽ nói cái món gì mà có con ruốc rồi ở ngoài đường bán 20.000 dĩa người ta hay nhậu. Và bên kia đoán được và đoán một lần duy nhất bắp xào là thắng và bước qua món tiếp theo. Và dĩ nhiên lượt tiếp theo là lượt của người còn lại. Và cũng như vậy, đoán món ăn nhưng không được nói đụng tới cái món ăn mà chúng ta ăn. Sau hai lượt của mỗi đội, đội nào đoán được nhiều món ăn hơn sẽ chiến thắng. Đầu tiên sẽ là đội nào đây? Đầu tiên sẽ là đội của mẹ dạ. 3, 2, 1 bắt đầu. Sát vô nào. Không có sức. Ăn đi. Rồi. Một con vịt xè có hai cái cánh. Rồi, giải thích, giải thích. Rằng, cái gì mà có cái màu trắng với lại con tôm ở bên trong á. Bánh phồng tôm, bánh phồng tôm, bánh phồng tôm. Đó đó là màu trắng. Qua, qua, hết rồi, một lần duy nhất. Ủa, một lần hả? Duy nhất. Một lần duy nhất. Trời ơi, món gì vậy? Anh liền đi. Món này Tết lúc nào cũng có nha. Bánh nhà... chân. Không, nhà nào cũng có. Không, chính xác. Quá, quá. Trời ơi, cái này quá dễ luôn á. Từ từ từ. Rồi. Rồi, biết rồi. Món cái gì á mà có 1, 2, 4 chữ từ lúa. Rồi xong rồi nó bỏ lên chảo, có dầu. Cơm chiên Dương Châu. Đúng chính rồi. Xác. Đây là một món nước có một cái vị rất đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Bốn chữ. Có cá, có nước nha. Mà nó hay nấu chung với mè, canh, chua, cá lóc. Vô. Trời ơi, quá đơn giản. Đây, anh đâu? Từ từ. Chị gái chị đây. Chị gái. À, cái hồi nãy mà em thọt cho chị á. Thọt vô đâu của tôi. Cái chào đầu tiên á mà em thọt vô trong cái chị ngậm á. Chị ngậm cái gì? Cái giò đầu tiên chị ngậm cái gì? À, cái xúc xích, đúng rồi. Chị được. Dạ, trời ơi, bà Ngọc ở dẻo ghê. Lên chị. Được không anh ơi. Đây là một món thường dùng ăn khai vị. Được. Mấy chữ trộn chung với thịt, với tôm, gọi. Với đậu phộng. Gọi, gọi, gọi. Nhưng mà nó gọi tôm thịt. Đúng. Không, chính xác. Chưa nói hết câu mà. Chị chưa nói hết câu mà. Đúng. Đây, đây, đây. Há miệng. Ít thôi, nhỏ thôi, cái miệng bự quá à. Ngay. Quá dễ. Làm từ cái màu trắng, cái xong rồi bóp nó, rồi xong rồi nặng ra từng viên một á. Rồi cái con gà nó đẻ cái gì ra. Rồi xong rồi nó dầu vô. Nó vô, cái được thành một cái gì màu trắng. Nói gì trời. Rồi, rồi, đó rồi. Đấy với nhau, nó, hai cái đấy với nhau á. Bánh chân hả? Cái màu trắng người ta đổi ra cho một chiếc. Rồi. Món này là món em rất hay ăn. Nhưng thay vì xé thì mình cuộn. Cuộn hả? Đúng. Một món hay bán ở các trường học. À, một bánh món... tráng cuộn. Chính xác. Hay quá. Hay quá.
Đây. Trời ơi, cái này dễ như ăn kẹo luôn. Trời ơi, này là Tết. Cái xong người ta đi xe về xa quá, cái người ta phải đem theo này vô cái ấm bụng quá trời luôn. Đã, đã, đã. Trời tàu lao. Không hiểu. Cái đó là Tết, Tết có cái gì? Rượu hả? Không. Trời tàu lao. Trời quá dễ. Trời, món này gà rán hay có ăn đi kèm mà. Khoai tây chiên. Chính xác. Như vậy là đội chúng ta đã hoàn tất. Và cái món ăn chúng ta đoán được chính xác đó là 6 món ăn. 3, 2, 1, vô. Hả miệng, hả miệng. Rồi. Đấy, anh ít thôi, anh gì mà nhiều thế. À, con này nó biết bay. Kịch màu này là hai chữ, con này nó biết bay. Bé rất là thích ăn á. Bé xíu à, mà kiểu nướng á. Con to hay nhỏ? Con nhỏ, con biết bay, nhỏ. Cúc chiên. Đúng rồi. Nơi. Nước. Lên nè. Thôi được chưa em? Được rồi. Một loại trái cây rất chua, thường ăn chung với mắm ruốc. À, xoài xanh. Chính xác. Chính xác. Tiếp theo. Trời ơi, quá trời. Quá trời quá đất. Đâu? Đây. Ủa. À, cái này có hai chữ đặc sản của miền Tây. Là cái chữ đầu tiên của nó là bốn cái mà ở dưới cái ô tô á. Là cái bát. Thế khi mà chiên lên nó có tiếng gì? Ăn xeo. Yeah, đúng rồi. Hay quá. Nó ở dưới ô tô á. Rồi. Một món ăn ăn chung với cơm trắng màu xanh, nguyên liệu bao gồm có dầu ăn, có tỏi, rau muống sao. Đúng. Từ từ, quá trời quá đất. Thôi mùi nặng đấy nhở. Sao lâu thế? Này không biết cái gì đâu. Nó là một món mặn không ăn cùng với cơm. Nó là ở dưới cái lớp thịt của con lợn. Ở bên trong lớp thịt của con lợn nó có cái gì? Da, mỡ thịt, xong đến gì? Hết nào rồi vạc đến gì? Nó xuống. Rồi. Rồi xuống gì? Xuống làm gì? Làm cơm với xuống à? No. Tiếp ta. Tiếp đi. Xuống gà. Xuống gà. Xuống gà. Xuống gà. Ở sao vậy đó? Gà chiên nước mắm. Lớn nào. Anh. Rồi biết rồi. Cái này là một món ngọt ăn dịp Tết. Có hai chữ. Chữ đầu tiên là giống như là cái món Tết mà đội bạn vừa mới chơi á. Rồi mít. Ừ. Món thứ hai là tên tiếng Việt của tên tiếng Việt của một thương hiệu thời trang do bé làm chủ. Ma đờ cô tô là mất dừa. Yeah! Bé thông minh mà. Con chuột nó thích ăn cái gì? Gấu thích ăn cái gì? Rảnh ghê, Tết cắn cái gì cho lẹ? Tết cắn cái gì? Hạt dưa. Đúng rồi. Con chuột thích ăn hạt dưa à? Nghe ăn hạt mà. Rồi lên đây. Thôi thôi. Không bóc được. Rồi em biết rồi. Dễ mà. Em biết rồi. Mùi rất đặc trưng nha. Nói ở Ý á. Món này là của Ý nha. Dịch ra tiếng Việt là có 4 chữ. Dịch ra tiếng Việt có 4 chữ mà món này là của Ý. Món đặc trưng của lại luôn. Chính xác. Đây một món cuối cùng của em. Cái này là Kiều Duyên biết chắc luôn á. Gì đấy? Người Bắc người ta gọi là cái đùi, người Nam gọi là cái gì? Hả? Đây. Thông minh. Cái chân của mình nè, người Bắc gọi là cái đùi. Dò. Rồi.
chữ trước nó lại là bốn cái dưới ô tô. Bánh giò. Rồi. Rồi bên kia. Ủa sao cái gì kỳ vậy? Ủa sao đây cái gì đắng vậy? Không, em chưa ăn. Cao su hả? Cao su hả? Cái này đó. Cái này là mới là món thịt đúng không? Đúng rồi. Đó, món thịt đi. Rồi. Rồi ăn đi. Đây là một loại rau nêm nha, để nêm rồi rau mùi. Lành. Chính xác, chính xác. Sau lượt vừa rồi thì các bạn đã mang về được tất cả là 8 đáp án chính xác. 8. Trong đó có 2 đáp án là nhờ sự trợ giúp của dì Ngọc. Giàu như đồng đội của em quá. Chị bên đội này mà. Mời lên ngựa. Ui bạn đi ngon nè, thích anh bạn đây lắm nè. À rồi biết rồi. Đây ở Hà Nội á, có cái gì á mà màu xanh nè. Lúa nếp non. Lúa nếp non. À có. Đúng rồi. Con số gì không? Ra cửa ra mà có mấy. Có mấy. Có mấy. Con gái người ta hay gọi là cái gì? Bánh bèo. Đúng. Giỏi lắm các con. Rồi. Alo. Sáng sớm ăn sáng á, có cái gì để vô cái máy cái 2 phút cái pin. Hình vuông. Rồi cái két mức lên á. Cái này cái gì? Bánh mì. Đúng rồi, thêm một từ nữa. Tiếng Anh. Có phải cái món tiếng Anh. Bánh mì gì? Bánh tiếng mì Anh. Tiếng Anh. Tiếng Anh. Tiếng Anh. Bánh mì bơ tỏi hả? Bánh mì bơ tỏi. Bánh mì bơ tỏi hả? Chưa thấy nhỏ này như Tiến Ngân. Bánh mì là Ngọc. Bánh mì Tiến Ngân bơ tỏi. Mắm không? Mắm hả? Ui. Rồi hả miệng, hả miệng. Ý. Một cái gì vậy? Cọng trắng trắng. Còn nhỏ hơn cọng bánh canh. Quán anh bán nhiều lắm. Quán anh chàng bán. Mà ăn với một cái loại cái mùi nó thối lắm. Bún riêu. Bún riêu. Đúng rồi. Cái gì? Bún nem. Bún riêu. Bún riêu. Không, chính xác. Bún mắm nem hả? Đúng rồi. Ngạo quá. Rồi biết luôn. Đây là một loại củ nha. Củ. Mọi người ơi, thế giới gọi đây là củ nha. Một loại trái có hai từ màu đỏ, nó nấu chung với lại một cái canh. Trời ơi. Bún riêu nhất định phải có. Canh gì? À bún riêu nhất định phải có cái gì? Mì ý bò bằm sốt. Mì ý bò cà chua. Cà chua. Đúng rồi. Rồi đây là một loại trái mà Lâm Vĩ Dạ không có. Nè nè cái này. Tôi chưa thấy ai mình lầy với bà Thúy Ngân. Trái này 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 này. Bà Lê Ngọc lại như là bà Thúy Ngân dữ dội lắm. À bưởi đâu ra. Như vậy là sau cái lượt này chỉ có 3 đáp án chính xác mà thôi, xin chúc mừng. Ai đó mình đón quá trời luôn. Là lượt cuối cùng của đội Minh Triệu, Kỳ Duyên và Trương Thế Vinh. Thưa quý vị thân mến, lượt cuối cùng bây giờ sẽ là Trương Thế Vinh và Kỳ Duyên. Mời cổng. Ok. Đây là một loại trái cây. Ở Phan Rang. Bên ngoài màu hồng, bên trong màu trắng. Có nhiều cái chấm chấm màu đen. À, Thanh Long. Đúng rồi. Ôi dồi.
một loại trái rất là chua. Màu gì? Trời nóng dắt nó uống mát lắm. Cam à? Trời đất ơi. Trời ơi. Chỉ đang đó là chanh. Chỉ cần nói là cái gì chém gió là biết rồi. À, món này là có hai chữ rồi. Dưới ô tô. Cái chữ đầu tiên là bốn cái dưới ô tô. Rồi. Cái chữ thứ hai là một động vật mà ăn cỏ. Không phải con trâu. Bánh bò. Đúng rồi. Chết. Yeah. Đây là một món ăn tráng miệng. Cái nước nó màu nâu đen. Nó nấu bằng một cái hạt, cái màu nó cũng đen đen. Khi nấu bỏ đường và bỏ miếng gừng vô. Bay trời luôn, ơi. Bay luôn. No, no, no. Chè đậu đen nào? Chè đậu đen. Đậu đen, nhưng Vinh đã phạm luật. Vinh có chữ đen là phạm luật rồi. Ba. Chả này rất là ngọt. Đặc sản của Hàn Quốc mà chuyên để hầm với những món của Trung Quốc. Họ có làm vị giả. Họ gần họ với quả táo. Cây lê. Chính xác. Đúng rồi. Như vậy là sau hai lượt, Đỗ Lan Ngọc là lần đầu tiên là mang về 6, lần thứ hai là mang về 3 là được 9. Còn đội của Vinh là lần đầu mang được 8, lần sau lại mang được 3 là 11. Vion, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.